Australia tweet coi. Các nhà làm luật Australia yêu cầu Facebook công khai chi tiết về kế hoạch triển khai tiền ảo Libra, sau khi công ty này không đáp ứng yêu cầu giải trình của cơ quan chức năng. Tờ The Australian cho biết, 8 nhà làm luật nước này đã đồng ý yêu cầu giải trình rõ ràng từ Facebook về Libra, yêu cầu được đưa ra sau khi Facebook từ chối tiết lộ thông tin về tiền ảo Stablecoin, vốn sử dụng cho các giao dịch hàng hóa và tiền thật. Trong khi đó, Libra gắn với tiền gửi ngân hàng và trái phiếu chính phủ lên tiền tệ kiểu như đồng đô la Mỹ và euro. Cùng lúc, cơ quan quản lý dữ liệu của Thụy Sĩ cũng đợi giải thích chi tiết của Facebook về kế hoạch tiền ảo. Các nhà làm luật Australia và quốc tế liên tục bày tỏ lo ngại về đồng tiền mới của Facebook có thể phá vỡ hệ thống tài chính, gây tổn hại cho người dùng Facebook và trợ giúp đắc lực cho rửa tiền. tờ The Australian cũng cho biết, Facebook Australia đã từ chối trả lời các câu hỏi chi tiết trong cuộc họp với các nhà làm luật nước này. Động thái này có thể mang lại nhiều rắc rối cho Facebook. Trong khi đó, Pháp sẽ đóng băng toàn bộ kế hoạch triển khai tiền ảo Libra tại nước này.